15 Mết Bình Dương xin chào tất cả bà con cô bác của cô chú chị đang xem trên kênh youtube của 15 Mết Bình Dương nha Và trong video ngày hôm nay thì 15 Mết Bình Dương đã có mặt tại mộ của chú Vũ Linh Và hôm nay thì 15 Mết muốn báo cho bà con cô bác một cái thông tin phải nói là cực kỳ vui nha Để gửi đến cho toàn thể bà con cô bác với cô chú anh chị à Thì thông tin vui này có liên quan đến BH Media và vụ kiện các bà con à vụ kiện liên quan đến con ve đó à thì tin này là phải nói là tin cực vui rồi à nhưng mà trước khi mà thông báo tin vui này thì để 15m bếp là thắp hương để mà mời chú về dùng cà phê sữa trong buổi sáng ngày hôm nay nha à, hôm qua thì đáng lẽ là vừa, là đã cập nhật tin vui vào tối ngày hôm qua rồi nhưng mà hôm qua đi quay ở đại nam về cũng khá là bếp bà con ơi mới sáng làm gì có con ghe gì tầm luôn là tin vui đó em tin phải nói cực kỳ vui luôn giờ dạ, thắp hương cho chú trước bà con ơi. thắp hương mời chú dùng cà phê sữa nha Dê yeah, hả dê yeah, bị tò phán quyết cãi cánh không thể đáp ứng được bây giờ anh kháng cáo nhưng mà người ta có quyền bác bỏ do người ta thấy không hợp lý bên nay là ngày mười một nam mô di đà phật hôm nay ngày 11 tháng 9 năm chấp thình còn là chủ kênh youtube mà làm hết mình dương trình với các chư vị tu tần tu mộ rất đa chiến sĩ nhân trạch và cổ nghị sĩ của Tú du linh đọc giỏi văn quan pháp danh tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 nhằm ngày 14 tháng 2 năm quý mão hưởng thọ thì sau 6 tuổi an tán tại hoa viên kịch trang bình dương thì hôm nay con thắp ba nén hương này con mời hương linh cổ nghị sĩ của Tú du linh à, về dùng một ly cà phê sữa mong rằng các chư vị phù hộ độ trì chư hương linh của nghệ sĩ sơn Văn Xanh về với cõi phật nam mô nam mô di đà phật Thì tin vui này là 15 bếp được biết là nhờ anh Linh Tý nha bà con, anh Linh Tý ha Thì anh Linh Tý chia sẻ một cái bài báo Cái bài báo, thì báo viết thì phải chính xác rồi, không thể nào mà viết sai được Thì ở đây 15 bếp xin chia sẻ cho bà con cô bác, với cô chú chị nha à, Đọc cái bài viết của anh Linh Tý cho bà con cô bác thì chúng ta cùng nghe ở trên phở bò của anh Linh Tý là tí Linh giỏ đó à, cách đây là 11 giờ trước thì khoảng à, 9 giờ 9 giờ hoặc 10 giờ ngày hôm qua nha bà con đây báo đi báo đi ai coi báo hôn ai mà không coi báo thì chắc đang báo đây đó đây là của báo mới nha báo mới com để coi coi là, là tờ báo này của là bên nào à báo pháp luật nha bà con báo này là báo pháp luật báo rất là nổi tiếng Báo, báo báo viết thì phải chính xác rồi tựa đề là thế này tựa đề là phán quyết sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng ủy quyền quản lý và bảo vệ hình ảnh cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh à để mà làm hết đọc toàn thể bài báo cho bà con của bác chúng ta cùng nghe nha hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên hủy hợp đồng giữa bh media và bà lê thị hồng Phường liên quan đến đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh tòa nhân dân quận cầu giấy thành phố hà nội vừa có thông báo về việc kháng cáo liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng à, quỹ quyền quản lý và bảo vệ hình ảnh trên internet giữa nguyên đơn là bà võ thị hồng loan con cố nghệ sĩ Tô du linh và bị đơn là công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông bihaco tức là bh media theo thông báo phía nguyên đơn và bị đơn không kháng cáo à, tức là công ty là bh media với là À, chị Hồng Loan đó bà con là không kháng cáo nha. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng cháu cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Yêu cầu hủy hợp đồng truyền thông đặc biệt à, truyền thông độc quyền lễ tang theo nội dung đơn kiện. Ông Võ Văn Quang, cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 xin sinh, xin sinh thời ông không có vợ theo giấy xác nhận độc thân và có người con duy nhất là bà Võ Thị Hồng Loan, theo giấy khai sanh. Đêm cuối, lễ tang của cô nghệ sĩ ưu tú Du Linh, bà Loan được biết toàn bộ chương trình tiễn biệt cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh được phát trực tiếp trên kênh truyền thông của BH Media. Theo hợp đồng đã ký với bà Phượng, BH Media là đơn vị duy nhất được quay phim chụp ảnh tang lễ của cô nghệ sĩ. Theo bà Loan, bà là con gái duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất được pháp luật công nhận của cô nghệ sĩ Du Linh. Việc xác lập thực hiện quan hệ dân sự liên quan quyền thân nhân của cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh phải được sự đồng ý của bà. Việc bà Phượng và BH Media ký hợp đồng khi không có sự đồng ý của bà đã ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của bà. Nguyên đơn yêu cầu hủy bỏ hợp đồng đã ký giữa bà Phượng Về BH Media, yêu cầu BH Media cùng bà Phượng liên đới trả lại hơn 142 triệu đồng tiền thu lợi từ hợp đồng, yêu cầu BH Media phải gỡ bỏ hình ảnh, video, sự kiện phát sinh từ hợp đồng liên quan đến cố nghệ sĩ Tu Du Linh. Công nhận bà Loan là người có quyền quản lý đối với toàn bộ quyền thân nhân và giá trị thân nhân của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Quỹ hợp đồng vì vi phạm về chủ thể ký hợp đồng, phía BH Media trình bày. Trong thời gian gấp rút của tang lễ, công ty không thể biết được gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. À, ai mới là người được ký giấy tờ? Phía gia đình phải có trách nhiệm bàn bạc và cử người đại diện ra làm việc. Cạnh đó, bà Loan đang có tranh chấp thừa kế và đang giải quyết trong vụ án khác và chưa có bản án có hiệu lực, à, có hiệu lực pháp luật nên chưa thể xác định được người có quyền thừa kế hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú du linh bh media yêu cầu hội đồng xét xử tạm đình chỉ giải quyết vụ án để đợi kết quả giải quyết vụ án vụ án khác có liên quan theo hội đồng xét xử quá trình giải quyết vụ án tòa án đã yêu cầu bà phượng cung cấp giấy ủy quyền của người thừa kế hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú du linh cho bà ký tên giấy tờ thể hiện người lớn trong gia đình đã đồng ý cho bà ký hợp đồng với BH Media. Tuy nhiên, đến thời điểm xét xử, bà Phượng không cung cấp được. Hội đồng xét xử căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ. Đến thời điểm xét xử, sơ thẩm vụ án, bà Loan vẫn chưa bị quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố không phải là con nuôi hay con ruột cổ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bà Phượng không xuất trình được bản án có hiệu lực pháp luật tuyên bà Loan không phải con nuôi hay con đẻ của cổ nghệ sĩ ưu tú Du Linh và giấy tờ về thân à, thân nhân bà Loan là giả mạo. Đây là quan hệ tranh chấp hợp đồng được xác lập ngày 6 tháng 3 2023 theo các tài liệu do chính quyền địa phương cung cấp vì bà Loan có giấy khai sinh do chính cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh làm và ghi nhận bà Loan là con. Tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án cũng thể hiện bố mẹ đẻ của cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh đã mất và ông không có vợ. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, bà Loan vẫn là người thừa kế duy nhất, có quyền ký hợp đồng với các đối tác có liên quan đến cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Việc ký hợp đồng của bà Phượng không được sự đồng ý của bà Loan và việc BH Media làm việc với bà Phượng là sai. Hội đồng xét thấy chủ thể của hợp đồng không được quyền ký hợp đồng là vi phạm điều cấm của pháp luật. Cạnh đó, bà Phượng đã hưởng lợi là 89 triệu đồng từ hợp đồng, thể hiện qua các tài à, chứng bên cung cấp số tiền là 89 triệu là tương đương 60% doanh thu có được mà BH Media ứng trước cho bà Phượng. 40% còn lại, tức là hơn 53 triệu đồng được hiểu là phần lợi nhuận do BH Media đã thu. Hội đồng xét xử không chấp nhận lập luận về việc ký hợp đồng không xâm phạm đến quyền lợi ích của bà Loan. Vì việc ký hợp đồng là trái quy định ngay cả khi việc đó đem lại lợi ích nhưng không ai cho phép thì vẫn là trái pháp luật. Từ đó hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn tuy à, tuyên quỷ hợp đồng giữa BH Media và bà Phượng liên quan đến đám tang của cố nghệ sĩ Tú Du Linh do vô hiệu buộc BH Media và bà Phượng liên đới phải trả cho bà Loan tổng cộng hơn 142 triệu đồng. Phía BH Media phải gỡ bỏ tất cả những cái hình ảnh video sự kiện phát sinh từ hợp đồng liên quan đến cố nghệ sĩ Tu Du Linh trên các nền tảng. Công nhận bà Loan là người có quyền quản lý đối với toàn bộ quyền thân nhân và giá trị thân nhân của cố nghệ sĩ Tu Du Linh. Người nào muốn sử dụng các giá trị thân nhân của cố nghệ sĩ Du Linh phải được bà Loan đồng ý. Đó. Như vậy thì đây là toàn bộ cái bài báo của báo pháp luật cho bà con khá là đầy đủ cũng như là chính xác và trong cái bài báo này thì chúng ta cần lưu ý đó chính là cái việc à, tòa án gọi là đã tuyên hủy bỏ cái bản gọi là kháng cáo của bà phượng đó à, một cái một cái tin phải nói cực kỳ vui luôn à, thì ở đây là có một cái dòng nè có một cái dòng bà con nên lưu ý như thế này đây cái dòng này là rất là hay luôn nha bà con tức là cái 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 cái, 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 cái dòng á là bà phượng á tức là tò 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 yêu cầu bà phượng là gọi là chứng minh à, chứng minh là hoặc là đưa cái bằng chứng là người lớn trong gia đình là là là, là gọi là à, gọi là hợp hợp lại để đưa cho bà phượng ký hợp đồng á ủy quyền đúng không ủy quyền cho bà phượng để ký hợp đồng à, à, đối với bh á thì bà phượng không có cái, cái 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 cái, những cái, cái 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 đó để chứng minh tức là không có tài liệu video hoặc là những cái chữ ký của người lớn để mà mà à, đồng ý cho bà phượng ký hợp đồng với bh tức là dạng là dạng này là bà giống như bà ký lậu vậy đó bà con <laughs> đó và một cái điều ở đây mà chúng ta cần biết rõ nữa tức là bh là thu lợi là hơn là 53 triệu là cái tiền ăn chia đó ăn chia với bà phượng bên phía bà phượng là à, 89 triệu à, tức là bà phượng là hưởng là 89 phần à, trăm 88 à, là hơn 60 phần trăm là 89 triệu còn phía bên BH là hưởng lợi là 40 phần trăm tức là người ta tính ra là hơn 53 triệu và hai cái tiền này đều phải trả đều hết cho bà Hồng Lo đó các cô chú anh chị thấy không tức là không bên nào nhận được cái quyền lợi này kể cả bên quay hình Đúng không? Kể cả bên quay hình luôn Tức là bên BH Anh muốn hưởng lợi cũng không được nữa Tại vì đây là cái việc à, Việc làm trái pháp luật Báo báo người ta đã ghi rất là rõ như vậy Cho nên à, Là bây giờ là cái bản quyền về hình ảnh Cũng như là video mà liên quan đến chú Vũ Linh Thì chỉ có chú Vũ Chỉ có là chị Hồng Loan Là người có quyền quyết định hết đó thì tòa người ta xử rất là công bằng và cái cái việc mà kháng cáo của bà phượng thì phải nói là tòa án người ta bác một cái bạch là xong không có kháng gì được luôn tại vì tòa hỏi bà lấy cái quyền gì cái quyền gì để mà bà 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 à, ký hợp đồng với bh media là cháu đúng không cháu khác <laughs> họ đó hay là ký hợp đồng là do à, bên phía gia đình là quỷ quyền phía gia, nếu mà nếu mà đã có bằng chứng là phía gia đình đưa cho bà à, quỷ quyền ký với bhda thì bà phải đưa ra được cái bằng chứng à. bà phải đưa ra được cái bằng chứng ở đây là bà phượng không có đưa ra được bằng chứng bà con cho nên á, là tòa à, tuyên hủy bỏ cái gọi là bản kháng cáo à, cái đơn kháng cáo của bà phượng đó. Rất là vui nha, tin rất là vui luôn. Đó. Thì các cô chú anh chị thấy chưa? Bây giờ thì tất cả những cái quyền sở hữu hình ảnh à, những cái video gì đó là do chị Hồng Loan tại vì sao? Hồng Loan là con của ông giỏi Trần Quang, cố nghệ sĩ Hồ Tú Du Linh. Đó, người ta có quyền đứng hàng thừa kế thứ nhất chứ không phải hàng thừa kế thứ hai, thứ ba hoặc là hàng thừa kế ở đâu đâu đó. Các cô chú chị thấy chưa? Để coi một số những bình luận của khán giả bên dưới cái bài viết của anh Linh Tý nha bà con Bài báo này phải nói rất là nóng luôn 272 lượt bình luận Đây à, Một số bình luận của khán giả nha Để xem khán giả sẽ nghĩ và nói như thế nào Khán giả Thái Nguyên thì nói như thế này Nhẹ nhàng với con gái ông Hoàng, giờ ve đã có nhà để ở sự nghiệp, dựa hơi, xô hát, bể cổ họng, tiền súng xính. Không phải của mình tham thì tham cái giá phải trả. Pháp luật là cán cân rồi ve ơi. Khán giả Thanh Phào thì nói quá chuẩn. Pháp luật sự rất là công tâm. Mình đang sống trên một đất nước có hiến pháp và pháp luật, nên phải tuân thủ theo pháp luật. Người lớn trong nhà là ai mà có quyền thay cho con gái người ta suy nghĩ lệch lạc, vậy bảo sao? Khán giả tâm nguyện nói sự thật, vẫn là sự thật, từ đầu vẫn giữ in quan điểm. Chị Hồng Loan là con hợp pháp và người được thừa hưởng toàn bộ tài sản của cha để lại. Tôi đeo theo cái vụ này là vì tôi tin vào pháp luật Việt Nam rất là công bằng và công lý lẽ phải. Qua việc này, cho mọi người biết thế nào là thượng tôn pháp luật Khán giả Ngọc Hà nói, pháp luật đã công nhận em Võ Thị Hồng Loan là con gái hợp pháp của ông Võ Văn Ngoan. Xin chúc mừng, tòa án Hà Nội rất công minh. Khán giả Kim Su Bin thì nói hội đồng xét xử không chấp nhận lập luận về việc ký hợp đồng không xâm phạm đến quyền lợi ích của bà Loan vì việc ký hợp đồng là trái quy định ngay cả khi việc đó đem lại lợi ích nhưng không ai cho phép thì vẫn là trái pháp luật. Cho nên bởi vậy các cô chú các anh chị mới thấy cái việc mà BH đã thu lợi là à, 40% tức là hơn 53 triệu đồng cũng phải trả lại thôi. Đó, cũng phải trả lại. Các cô chú các anh chị thấy chưa? Thế là gọi là gọi là bỏ công không đó bà con. Do là ký mà không biết được à, à việc làm đó đúng hay sai, à, ký đúng người hay chưa. Đó, chứ bây giờ nói là à, bà 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 phượng là người đại diện là người đại diện nhưng mà phải phải có chuyện ký phải có sự đồng ý của những người khác trong gia đình đặc biệt là phải có sự đồng ý của bà loan thì mới được đó chứ bây giờ sự đồng ý của người lớn trong nhà mà không thấy chữ chữ ký không có thấy cái hội họp bàn đào gì hết thì làm sao mà 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 người ta công nhận được đặc biệt ở đây là bà Loan không có công nhận là không có giá trị nha. Đó cho nên đó là pháp luật người ta nói rất là rõ ràng, việc ký hợp đồng là trái quy định, ngay cả khi việc đó đem lại lợi ích nhưng không ai cho phép thì nó vẫn là trái pháp luật. Cho nên cái số tiền mà thu lợi từ bh à, thu lợi của bh cũng như là bà bà Phượng là phải trả lại. Và hiện tại thì bà Lam Mết vẫn chưa thấy bà Phượng là trả lại cho bà Loan về cái vấn đề này nha à, bà phượng là còn rất là dai tại sao mà không trả lại nếu mà không trả lại là bà loan có quyền đi kiện tiếp à, có quyền kiện ngược là bà loan à không tuân thủ quy định của pháp luật về việc đền bù bồi thường gì đó tiếp theo khán giả tên là giang mv thì nói như thế này chính xác pháp luật đã quy định rõ ràng như thế thì tòa phải công nhận thôi đầu ra cái việc phi lý đang là con hợp pháp tự nhiên bị kiện chưa xét xử cái là bị phán à, xét không được hợp pháp. Kha, 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 kha. Khán giả Trần Ngọc Lợi thì cũng nói, chiến này dê thua toàn tập luôn mà con dê này nó tham lắm, nó không dễ gì chịu thua đâu. Nó đọc báo xong cái nó sẽ dậy đành đạch lên rồi bỏ tiền kiện bà mớm tiếp cho coi. Khán giả Phương Dương thì nói như thế này. Chính xác hiện giờ chưa có cơ sở pháp luật nào có giấy tờ nói Hồng Loan là con nuôi hợp pháp hay con ruột vì Hồng Loan vẫn là hợp pháp bởi vậy tụi dè yeah, 67 chỉ giỏi à, nói miệng online nói gì không được ra pháp luật đưa giấy tờ bằng chứng nói chuyện sau kha kha, kha. tôi phục ông tòa này nha đó rất là hay nha bà con và các cô chú các anh chị biết báo pháp luật là một trong những cái tờ báo rất là uy tín và đặc biệt á, là ví dụ như những có những cái vụ án gì nóng hỏi có những cái tin tức gì nóng hỏi thì người ta sẽ điện thoại trực tiếp để báo đến để mà viết ghi hình cho nó chính xác nha báo pháp luật là người ta là là, là, là mang cái tính là chính xác đó thời sự nóng hỏi à, khán giả nguyễn ngọc Thí thì nói về yeah, về yeah và tôi đã khóc vì hai năm qua tôi đã đấu tranh trên nền tảng xã hội để đấu khẩu đấu khẩu mộm với mấy đứa là không biết thế nào là pháp luật tình người móm là con duy nhất hợp pháp của cổ kỵ sĩ chúc mừng móm phiên tòa sắp tới danh danh nhà cho ở cũng đã có câu trả lời rồi nha khán giả lo nguyễn nói từ tế đàng hoàng À, tử tế đàng hoàng thì con ve lúc này cái gì cũng có cả hai mẹ con đều tham lam độc ác với con gái nghệ sĩ rồi tới đây cái bát me cũng không có mà ăn nghiệp hoặc con ve con về chúa khán giả lý thiên hoài nói mẹ con ve cứ nghĩ pháp luật việt nam là trò đùa của bọn nó ăn bám vào cố nghệ sĩ vũ linh quen rồi nên giờ không chấp nhận sự thật chứ sao Giàu cha giàu mẹ thì nhờ, nhưng mẹ con nhà ve không những ăn bám vào cố nghệ sĩ, mà còn cướp trắng trợn từ nhà từ đường. Giờ còn muốn ăn cướp luôn tài sản mà cố nghệ sĩ dành cả đời cho con gái của ông. Khán giả Trang Bùi nói, chỉ cần Hồng Loan cầm cái giấy khai sinh và cái giấy phúc đáp của quỹ ban phú nhận trả lời ba lần về thân nhân của mình, thì đánh đầu thắng đó, kiện quỹ ban phú nhận đi bà Sáu, Hồng Phượng ơi, chuyện quỹ ban phú nhận đi rồi, tính đến chuyện quỹ khai xanh nha. Khán giả thư Sumo hồi nói, vậy là ve phải trả là 89 triệu lại cho BH rồi BH à, đưa lại cho Hồng Loan phải không cả nhà? Chứ Hồng Loan không lấy từ con ve phải không? Em không biết, em hỏi thiệt, đọc báo đã cái nư gì đâu. Dám nói Hồng Loan là giấy tờ giả mạo, đúng là con ve tham. khán giả Kiều nga hay nói mày cố cương cho vừa lòng mày đi ra yeah, không làm mà đòi có ăn con gái của nghệ sĩ sống cực khổ 37 năm thầm lặng đánh đổi cho mày sung sướng mà mày không biết thân phận mày đặt bài đặt nằm vị trí mà còn à, kiện cố nữa đúng là dốt ngu sinh tặc ăn cắp rồi đây mày sẽ nhả từng cái một ra hết Khán giả hát Diễm nói chính xác. Bởi vậy bên kia đừng bám phiếu nói rằng Hồng Loan không phải con hay là con nuôi về lập luận của tòa án. Người ta rất là chuẩn xác, không thể nói theo cảm nhận của à, B rằng lời chưa biết là con hợp pháp hay không. Vì vậy sắp tới đây phiên tòa kia xảy ra lập luận và chứng cứ rành rành. À, thì B và mẹ kia không thể thắng bởi vậy nói chuyện với luật pháp là chứng cứ giấy tờ giấy trắng mặt đen chứ nghe theo lời dẫn dắt của mấy cha mấy mẹ youtube kia thì chỉ để cho tụi nó câu view câu like kiếm tiền thôi chứ lon sẽ thắng là cái chắc luôn à rồi nhân đây 15 lăm cũng gửi tới ông đạo diễn đức dây thì hàng ngày ông nói á là hồng loan không phải là con của cố nghệ sĩ ưu tú du linh rồi nào là giấy tờ giả mạo rồi ha rồi ông lên tiếng ông biện minh đi đó, hiện tại là tòa bây giờ là đã bác luôn cái bản kháng cáo của bà Phượng rồi đó, đó Thì ông lên ông bác đi Ông bác mà coi chừng là Hồng Loan là kiện tới nhà ông khi nào không biết đó. Vì cái tội là vu khống bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác à, Xuyên tạc những điều không có sự thật Rồi thêm cái hàng thám tử đầu đất Thủy à, con con uh, bầu xô heo tay xanh đó, con bầu xô heo tay xanh. Đó. Rồi con tám mỏ nhọn. Đó là những cái người mà hàng ngày lên mạng ra trả à là con nuôi với là con ruột đó. À thì mình cứ lên mình phân tích đi, mình phân tích phân ơ nữa. Toàn người ta đỡ xử như vậy, báo báo pháp luật người ta đã ra như vậy rồi á. Mình cứ lên mình phân ngu đi. Đó mình phân ngu đi rồi uh tới mình hiện tại là 15 lăm là đang có mặt tại mộ của cố nghệ sĩ nha bà con thì liên quan đến vấn đề này á hôm qua là nhà nhạc sĩ á, nhạc sĩ nguyễn minh anh cũng có thông tin cho chúng ta hình như là cũng có thơ nữa để 15 uh, lăm cập nhật cái bài viết của nhạc sĩ nguyễn minh anh nha đây cách đây một giờ trước bà con cách đây một giờ trước nha trong ca khúc thương câu giọng cổ tình cha có đoạn rap nhắc tên là ông hoàng cải lương hồ quảng vũ linh do nghệ sĩ ưu tú kim tiểu long và Cuba thể hiện đã được sự đồng ý của người thừa kế duy nhất là võ thị hồng loan cho phép sử dụng và nhắc tên ông. Thế là được hát thoải mái chứ không xin hát đại là đâu có được hãy thượng tôn pháp luật và làm đúng lẽ phải thì không có gì phải lo cả. Chúc mừng cô gái nhỏ. Đoạn rap trong bài hát: "Cha ơi con nằm mơ thấy cha áo mạo rất là quay phong. Giống như Kim Tiểu Long, giọng ca quá đỉnh như ông Hoàng Vũ Linh. Khán giả vỗ tay inh inh. Cha của con thiệt là quá kinh. Cha ơi, hát hay giữ vậy cha, hát nữa đi cha." Đó. Đây là một cái đoạn uh, trong cái bài viết của uh, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh quá là tuyệt vời ha à và có một cái điều ở đây mà nhạc sĩ nguyễn minh anh Kìa khá là hay đó chính là đã được sự đồng ý của người thừa kế duy nhất đó chính là bà võ thị hồng loan à thì mới được uh, cho phép sử dụng và nhắc tên ông đúng không bà con đó. Ở đây thì uh, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh phải nói rất là thường tôn pháp luật ha. Và bên dưới thì uh, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh có chia sẻ về cái um, uh, bài báo của báo Pháp luật nói về cái vụ kiện tranh chấp hợp đồng quỹ quyền và bảo vệ hình ảnh đó bà con. Uh, hồi nãy 15s cũng có đọc cho bà con cho bác chúng ta nghe rồi đó. Đó, rất là tuyệt vời ha. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì uh, 15s cũng đã cập nhật cho bà con cô bác. Uh, cái tin phải nói rất là vui. Phải nói đây là cái tin vui nhất luôn, tại vì à, mấy hôm trước thì à, nghe nói là cái đơn kháng cáo được gửi đến cho chị Hồng Loan đúng không? À, nhưng mà hôm nay thì à, tòa đã bác kháng luôn à, bác kháng luôn à, khỏi các gần mà à, thưa với kiện đi hầu gì hết. Tại vì bên kia là không có chứng minh được cái gì hết, không có hồ sơ, không có lý lẽ, không có cái gì hết. Thì à, tòa người ta đã tuyên rồi, à, tòa người ta đã tuyên rồi à, một cái vị ký hợp đồng trái pháp luật <laughs> cho nên tất cả những gì là phải trả về à, cho chủ sở hữu hết đặc biệt là bên bh là trả lại là à, hơn 53 triệu và bà phượng là phải trả hơn là à, 89 triệu à, các cô chú anh chị thấy chưa ký hợp đồng trái pháp luật thì chúng ta phải chịu hậu quả thôi đó rồi nãy giờ nói quá là nhiều rồi bây giờ la mộ chú bà con ơi à bên này lao mộ chú uh, có sự tham gia của uh, hai đồng chí còn lại nha đồng chí đó chính là hiện tiên đó hiện tiên cũng như là bà lam nãy giờ hiện tiên ngồi lao đèn lao đèn đúng không hiện tiên và sáng nay lao mộ thì ít mà cập nhật tin tức thì nhiều bà con của bác không cảm nha Tình vui là phải cập nhật và đầu tiên cho bà con cô bác chúng ta nghe liền đọc báo là phải đọc cho nó rõ ràng lành mạch ha Đó. ngày mình lau một chút ít một chút ít thì chừng vài ngày là nó sẽ sạch bù hết đúng không hiện tiên rồi đến đây thì mà làm bếp Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này cảm ơn tất cả bà con cô bác với cô chú anh chị rất là nhiều nha chúc cho toàn thể bà con cô bác có một ngày nghỉ cuối tuần À, vui vẻ và mát bên gia đình người thân nha còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại